Hôm nay tôi sẽ định có một cái buổi nói mở rộng thêm các kiến thức mà cho tôi là tối thiểu là các giáo viên nên biết để mà chúng ta nắm được cái tinh thần để có thể dạy được cái chương trình tem tin 10. Thì tôi dự kiến hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn là có ba cái chúng ta còn chưa nói đến ba cái kiểu số liệu nữa, tức là chúng ta đã học đến cái gì. Tức là chúng ta đã học đã từng biết cái kiểu dữ liệu cơ bản của này là bài 11 đúng không? Một số cái kiểu dữ liệu mở rộng nhé. Tức là chúng ta đã biết cái kiểu dữ liệu như là kiểu in này, kiểu float này đúng không, bool này, kiểu string này và kiểu dữ liệu list. Đấy. Thì cái kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu làm chúng ta biết là nó là bất biến, còn kiểu dữ liệu này là dữ liệu là khả biến, và kiểu dữ liệu list này là chính là kiểu dữ liệu tương ứng với là kiểu dữ liệu mảng hay là dãy ở trong Pascal và C. Thì trong cái này chúng ta chú ý là kiểu dữ liệu in này, float này và bool là kiểu dữ liệu chúng ta gọi là kiểu dữ liệu đơn. Thì chúng ta gọi là kiểu dữ liệu đơn. Dữ liệu đơn. Còn dữ liệu str và string này vì nó hỗ trợ cái lệnh for in, tức là lệnh duyệt trên từng phần tử. Cho nên người ta gọi cái kiểu dữ liệu là người ta gọi chung là kiểu dữ liệu thùng hay dữ liệu phức hợp hay là chính là cái nó hỗ trợ lệnh for, cho người ta gọi kiểu dữ liệu tuần tự. Thì hai kiểu dữ liệu chính mà trong các khi mà chúng ta làm các bài toán liên quan đến xử lý lập trình ấy, thì là chúng ta sẽ làm việc với hai kiểu dữ liệu chính là kiểu list và string. Chúng ta đã biết rồi, có rất nhiều bài tập liên quan cái này thì nó từ dễ cho đến khó, phải chưa? Thì hôm trước tôi đã nói mà hầu hết tất cả những cái mà chúng ta đang cần phải học, cần phải có trong chương trình tin 10. Hôm nay tôi sẽ nói thêm với các bạn là một số kiểu dữ liệu khác mà theo tôi là nó không nằm trong chương trình tin 10, nhưng mà nói chung là những người mà là giáo viên tin là theo tôi là phải biết, là nên biết, và đối với học sinh thi, học sinh giỏi thì lại càng phải biết vì nó hỗ trợ rất nhiều trong khi giải các bài tập. Thì tôi xin hôm nay tôi sẽ nói là ba kiểu dữ liệu. Một là kiểu dữ liệu nó gọi là tuple nhé. Tuple là kiểu dữ liệu là cũng là dãy, cũng giống như là list, nhưng mà nó khác. List là nó là kiểu dữ liệu mà là bất biến, nó là cái dạng dữ liệu là dãy nhưng mà dãy bất biến nhé, dãy mà dãy bất biến. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu ngay bây giờ cái này. Hai là kiểu dữ liệu là tập hợp, nó là set, là tập hợp, tức là kiểu dữ liệu mô tả các cái tập hợp. Ba là kiểu dữ liệu nó là dict, là kiểu dữ liệu từ điển. Để hôm nay tôi sẽ nói nhanh với các bạn ba cái kiểu dữ liệu này. Thì mà tôi nói ý nghĩa vì sao nó lại không nằm trong, nó hơi gọi nó không cần thiết lắm trong chương trình cơ bản, nhưng mà nói chung nó là cái dữ liệu theo tôi là quan trọng. Thì đầu tiên tôi nói về dữ liệu là dãy bất biến nhé. Tuple thì anh nó là dữ liệu là ống, hay người ta có hiểu, người ta có thể dùng một từ là dãy hằng cũng được. Cái từ tuple này, tuple thì có thể dịch là ống cũng được, ống hoặc là dãy hằng. Tức là khi chúng ta cần định nghĩa một cái dãy số nhưng mà nó là hằng số, nó không thay đổi được, thì người ta gọi là nên dùng cái tuple. Thì khi nào dùng tuple là nhiều hơn, chúng ta hay dùng lắm mà chúng ta không biết đấy. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Đây, khi mà chúng ta
khi chúng ta viết được cái ví dụ tôi viết khi mà chúng ta làm hàm số chẳng hạn nhé, cái hàm số nhé là học lại đồ mà còn nó là x y như này, trả về là return là x cộng y, x cộng y phải x trừ y. Thì cái hàm này là trả lại hai giá trị, hai chị đồng thời. Thì khi viết ra như thế này này, khi viết ra hai số cạnh nhau như thế này, cạnh nhau dấu phẩy, thì máy sẽ hiểu ngay đó là một, chính là một cái tuple luôn, một cái tuple. Bây giờ đặt nhé, bây giờ đặt là a bằng f, thì biết như này, thì biết là n phẩy m bằng f 26, biết như này được không? Biết này được, biết thế này được. Tức là vì cái hàm này nó trả lại hai giá trị. Trên thì viết là n phải m bằng đó. N chính là tổng hai số là 8. M là bằng 2 trừ 6 chính là 4. Thấy chưa? Nhưng có thể viết như này, có thể viết là a bằng f 11. Biết được, ngày nay vẫn hiểu. Như vậy thì khi đó a sẽ là chính là dãy hai số. Hai số chính là 11 và 9, thì a nó sẽ là như này. A nó chính là cái dãy mà tôi đưa vào cho dung hoặc cái này nó chính là ống, nó chính là tuple đó nha. Yeah. Bây giờ tôi nghĩ là tuple là bây giờ d tức là một dãy số nhưng mà để trông giống vòng tròn 1 2 3 6 10 vòng tròn, thì khi đó d sẽ là không phải là list mà tôi type cái tên nó ra, nó là đấy, như vậy là đây là một kiểu dữ liệu mới nhé. Như vậy là kiểu dữ liệu mới này nó giống là giống list, nó giống rất giống mảng, nó là một dãy các số đấy, nhưng mà nó chỉ khác định nghĩa là chúng ta để trong giống hoặc tròn chứ không phải là giống hoặc vuông đó, vuông đấy, thì là tên nhé. Ví dụ là tôi viết một, viết là như này, viết là 10,4 được không? Được, để máy vẫn hiểu được, chính nó chính là tuple đây mình nhé. Thế một đề nó chính là chúng còn hoàn toàn thấy không nào? Như vậy là chúng còn chính là dãy các số, và khi nhắc đến tuple này chúng ta vẫn có thể làm được mọi cái lệnh liên quan đến cái dãy đó, nhưng nó là dãy hằng, chúng ta không thay đổi được. Ví dụ chúng ta có cái hàm là hàm len bình thường nhé, len là cái độ dài của một cái dãy hằng, một cái tuple, chúng ta có thể khai thác số của nó từ 0 cho đến từ 0 cho đến cuối cùng là len của t chỉ một là phần tử cuối cùng. Chúng ta có thể dùng cái lệnh ví dụ như là mà kiểm tra sẽ là một số có nằm ở trong cái tuple hay không, là for là duyệt for x in t chấm và ra em ra n bằng ra phần tử của cái ống t chúng ta đây này. Đấy. Và chúng ta có thể dùng lại này in t ra, như vậy là nó là cái ống ấy, tất cả mọi thứ đều rất là giống đối với list. Tức là chúng ta có thể định nghĩa này, rồi là chúng ta duyệt truy cập từng phần tử của nó thông qua cái chỉ số này, chỉ số là từ 0 cho đến len của t trừ 1 này, rồi dùng lệnh print này chúng ta duyệt từng phần tử của ống này. Nhưng mà nó chỉ khác với list ở chỗ nào, là nó khác với list là nó không thay đổi được giá trị. Đấy, chúng ta muốn có cái lệnh thay đổi cái không này bằng 10 thì máy là báo lỗi ngay, nó không nhìn được. Thì cái dãy kia cái hai đi, các phần tử của dãy ống của nó cũng như là list, là nó có thể có là các phần tử của nhau, đây là một này, rồi làm là một này, rồi làm có thể là nó chứa ống nữa, 1,2 nó có thể chứa list 1,4 thoải mái nhé, nó có thể là sâu
thể là sâu, nó có thể làm là là bun, nó có thể là năn năn như vậy là ống này nó cũng giống như là list, là nó không là nó là gồm nhiều phần tử và nó chứa các phần tử với cái kiểu dữ liệu là khác nhau, không cần thiết là phải giống nhau. Đấy. Như vậy là bản chất cái lõi của cái ống là nó giống như là list, nó chỉ khác list là nó không có các cái lệnh để thay đổi dữ liệu. Thì chúng ta kiểm tra cái xem nó có những nó có những cái thuộc tính gì nhé, những cái phương thức gì. Nó không có, nó có hai thuộc tính thôi là count, count và index. Count là đếm xem một phần tử có thể nằm trong đó là bao nhiêu lần, và index là trả lại cái chỉ số của một giá trị nào đó. Ví dụ là t là như này nhé, bây giờ t chấm index của phần tử 6 chẳng hạn thì nó trả cái giá trị là gì? Chỉ số là 3. Còn hàng cao đây đây, cao. Cao. Đếm số 1 bao nhiêu lần lại chính là một lần. Như vậy nên chỉ có hai hàm thôi, không như là list có rất nhiều hàm. List chỉ là có hàm để chúng ta có thể bổ sung phần tử vào list, này là xóa phần tử đi rồi chèn phần tử vào, vì list là nó là cái dữ liệu mà nó là khả biến, nó có cho phép là thay đổi bổ sung thêm phần tử, nó thay đổi cái giá trị, nhưng mà tuple thì nó không không cho phép thay đổi. Rồi như vậy là cái ống này là dùng khi nào, là dùng rất là nhiều nhé, khi mà đấy như vậy tôi dụ chúng ta cần là khi chúng ta làm cái hàm mà trả về nhiều một dãy các số thì nó chính là ống đấy. Đấy, bây giờ khi chúng ta học học ống rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu được vì sao chúng ta có cái lệnh này x gì đây là chỉ bằng 10 này, bây giờ tôi thấy được vì sao ngay từ đầu tiên tôi nói rồi, nhưng mà chúng ta không lấy được, bây giờ tôi lấy lại cho bạn nhé. Bây giờ muốn đổi cho hai phần tử chúng ta dùng lệnh này x y bằng bằng y x. Thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu lệnh này là cái gì, thì là như sau nhé. Đây bây giờ tôi giải thích cho các bạn, bây giờ dưới con mắt của bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích rất là dễ dàng cái lệnh này là như sau. Tôi viết để cho các bạn hình dung như hay nhất đây. Khi mà tôi viết là x phẩy y bằng y x được chưa? Trên đó là x với y là các cái biến nào đó, là con trỏ chỉ vào một đối tượng nào đó ở đây đúng không? Đây chỉ vào một đối tượng nào đó, tôi không quan tâm nhé. Đây là y chứ, đây là y nhé. Y trỏ vào đây, x trỏ vào đây. Rồi, thế thì khi lại đây thì là như thế nào? Thì là lập tức là tôi nhắc lại là đối với Python thì máy xác định cái đối tượng bên phải trước, sau đó nó mới gán sau. Cho nên là nó xác định bên trước thì máy sẽ lập tức là xác định cái ý ý là cái gì, máy sẽ xác định một cái đối tượng là ống t bằng ix đó, vì hai số viết liền nhau như này thì nó chính là một cái tuple. Cho nên là với cái lệnh này thì đầu tiên là máy thiết lập một cái đối tượng là t t là nói như vậy thôi nhé, còn nó làm cho hết sức bộ nhớ nhé, là t chính bằng là ix gì, và máy xác định một cái đối tượng là y x gì đây, một cái đối tượng là t là đó nhé, và trong đó nó có hai phần tử đối tượng, đây là tuple đối phần tử thứ nhất trỏ vào x gì, phần tử thứ hai này trỏ vào đây đó. Thì đầu tiên là như vậy, là bước một là máy xác định trước là y x gì là một đối tượng là tuple, sau đó máy xác định cái lệnh là x gì phải y bằng t, tức là sao, tức là gán là như vậy. Cái này tương đương với là như sau, tương đương với là gán x gì bằng t không và y bằng t một đấy, được chưa? Như vậy là cái lệnh này như sau, lệnh này trong Python thì như sau, trong Python nó không phải là cái lệnh, nó không tương đương với cái lệnh như ở trong Pascal và C. Trong Pascal và C muốn đổi vị trí hai số ta thực hiện ba lệnh. Lệnh thứ nhất là tem bằng x gì, sau đó lại ba lệnh gán x gì bằng y, sau đó là y bằng tem, thì đây là cái lệnh mà đổi chỗ hai vị trí ở trong Pascal và C, nó thực hiện ba lệnh gán. Còn ở đây thì khác, ở đây như sau nhá, ở đây như sau, như là bước một là thiết lập đối tượng
đối tượng thực sự là t thì là trong t là trong trong cái nháy nhé, đối tượng t bằng là ix, nó là một cái đối tượng, nó là một cái tuple. Bước thứ hai là gán, bước thứ hai là gán là x bằng bằng t không, bạn thấy không nào? Nhưng mà ở cái bước này là hoàn toàn không liên quan gì đến x và y nữa, nó là đối tượng độc lập mà, lập. Và bước thứ ba là gán y bằng bằng t một. Đó. Như vậy là với cái lệnh này ở trong Python thì máy vẫn dùng, máy vẫn phải thực hiện là ba bước đó. Cho nên là cái thời gian chạy của lệnh này này, lệnh này này bằng cái thời gian mà chạy ở trong Pascal nó sẽ là ba bước. Thì cái này sau này các bạn sang năm đấy thì khi học thuật toán thì chúng ta sẽ học cái khái niệm là cái thời gian chạy của một cái lệnh. Yeah. Thì chúng ta nói là cái lệnh này này, cái lệnh này, cái lệnh đổi chỗ hai phân tử ở trong Pascal và C thì mất là ba đơn vị thời gian. Đây chúng ta hiểu chữ đơn vị thời gian, tức là một cái khoảng thời gian nhanh nhất mà ở trong máy tính nó hiện một cái lệnh lõi trong cái lệnh số học trong máy tính. Thì cái lệnh đổi chỗ hai phân tử ở trong Pascal và C là mất ba đơn vị thời gian nhé. Yeah. Còn ở trong Python thì cũng mất ba đơn vị thời gian. Đấy, là lệnh một là thiết lập đối tượng này cũng là mất một đơn vị thời gian. Lệnh gán này là mất một đơn vị thời gian, lệnh này là mất một đơn vị thời gian. Sau đó thì nên tổng số thời gian của hai cái lệnh này, cái lệnh điều chỗ hai vị trí ở trong Pascal và trong Python là giống nhau. Chỉ khác nhau là trong Pascal chúng ta viết lệnh ba dòng, ba lệnh, còn ở trong Python chỉ viết đúng một lệnh, ngắn hơn thôi. Còn bản chất là nó khác nhau, nhưng mà thời gian thì lại là giống nhau. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Như vậy thì chúng ta đã hiểu cặn kẽ được cái ý nghĩa của cái lệnh này mà hiểu cặn kẽ được là do chúng ta đã hiểu được đây chính là cái tuple. Đấy. Khi chưa có tuple thì chúng ta không thể hiểu được vì sao nó lại như vậy. Được chưa? Đấy, thì đó là mà tôi nói về cái tuple nhé. Và như vậy là đây là cái lệnh mà hoán đổi hai vị trí của một cái dãy đấy, thì nó chính là cái một cái ứng dụng để chúng ta sử dụng, để chúng ta ứng dụng của kết thúc được rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nói sang tiếp theo là tôi nói sang cái đối tượng thứ hai là dữ liệu thứ hai là dữ liệu tập hợp. Thì tập hợp này là rất đơn giản, hợp là một hợp các phân tử thôi, nó hơi giống cái dãy, hơi giống cái kiểu của list, nhưng mà nó khác là tập hợp là chúng ta không xét thứ tự các phần tử. Cái thứ hai, trong trường hợp thì không có hai phần tử nào là giống nhau, không bao giờ có. Trong trường hợp là các phần tử là phải khác nhau. Đó. Như vậy tập hợp trong tiếng Anh nó chính là set thôi. Trong này vẫn là set về một cái tập hợp. Set nào đó là một cái tập hợp nhé. Tiếng Anh là set là một cái tập hợp. Nó là bao gồm đó, có nhiều phần tử nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, phần tử thứ tư. Chúng ta có thể mô tả tập hợp là một cái vali trong đó được những cái đồ đạc bên trong nhé. Thì vấn đề là các đồ đạc của nó là phải không được trùng với nhau, không, vì nguyên tắc là không được trùng nhau, là nó phải khác nhau. Rồi thế thì đây thì trong Python thì tập hợp cũng được định rất rất là dễ như sau. Đây bây giờ tôi đổi lại sự tập hợp nhé. Thì cách làm như sau, sẽ khai báo như thế này là chúng ta để cái bọc nhỏ có thể mô tả những phần trong tập hợp đó, ví dụ như là 1, 3, 10. Tập hợp có thể là rất là khác nhau, có thể là một cái câu, ví dụ như là một chữ hà, như này, và đóng nháy lại, và như vậy S đã làm và chúng ta là cái file của nó chính là set. Chúng ta chú ý được chưa, chính là kiểu set mà cái tập hợp là này dữ liệu tôi sẽ nói sâu hơn, nhưng mà nó rất là đặc biệt, rất là hay. Bây giờ chúng ta thử khai báo một cái tập hợp khác nhưng mà cho nó trùng nhau, thì máy lập tức máy sẽ loại ra phần tử trùng nhau. Đây ví dụ tôi viết như này 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 4. Nhưng mà thực ra máy nó sẽ tự nó loại đi những phần tử giống nhau, nó loại 1, 2, 3, 4 này. Vậy là người ta đưa vào rất là nhiều phần tử đúng không nào, nhưng mà máy nó sẽ loại ra hết, vì là trong một cái tập hợp thì không có hai phần tử nào giống nhau hoặc là chúng khác nhau hoàn toàn. Cho nên nó rất là hay.
Thì cái tập hợp đây là một cách cách thứ hai là chúng ta làm như sau. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái hàm set. Thì nếu mà chúng ta mô tả một cái tập hợp rỗng thì chúng ta để ra việc để S2 mô tả set như này. Lệnh này là lệnh tạo tập hợp rỗng. S2 này, S2 nó là rỗng. Với tập hợp chúng ta cũng có cái hàm len của S2 đây. Nó vẫn là bằng không. Nó thêm một chút là đối với tập hợp thì chúng ta không được dùng cái này. Chúng ta S1 tôi là cái này đúng không? S với S như không dùng cái này. Hiệu này là hiệu khác đấy, là học cái này cái hiệu này không phải trường hợp rỗng. Cái hiệu này là một từ điển rỗng, lát nữa chúng ta luôn từ điển nhé. Nhưng mà cái hiệu này thì không phải là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng chúng ta phải dùng cái hiệu là tập hợp rỗng. Bản thân cái hàm set có nghĩa nữa là gì? Nó có thể là nó là cái hàm là biến đổi một cái dãy về là biến đổi để trả lại là giá trị là tập hợp. Đây ví dụ nhé, a bằng một cái dãy là cùng nhau thoải mái 1 a 16 xong lại là 1 nữa lại 3 nữa như này nhé. Đó vì thế là S thì bằng set của A. Đấy. Set của A thì nó sẽ gì, nó thì set của A nó sẽ biến đổi tập hợp A này đưa vào một tập hợp S gì, tập hợp S gì, nhưng mà sao, nhưng mà nó gì, nó sẽ loại đi những cái em những phần tử giống nhau, như vậy S thì là không còn là giống nhau nữa đúng không nào. Đó rất là hay, cho nên đây là chính là cái rất là hay của cái em. Nhưng mà chúng ta có thể làm một cái chương trình là gì, là cho trước một cái dãy A, bây giờ chúng ta làm sao chúng ta biến đổi tâm loại bỏ đi phần tử giống nhau, chúng ta làm như nào. Đây trước A là như này nhé, bây giờ cần tạo ra một cái dãy B gồm các phần tử khác nhau của A thì làm như nào. Đây, thì làm như này, làm như nào thì cho dễ đấy nhé. Để mà tạo một cái dãy mà tôi dùng một từ là dùng từ gì nhỉ, cái hàm này là sẽ thiết lập một cái dãy mới từ A nhưng bao gồm các phần tử khác nhau của A thì làm như nào. Làm như này, đây thì bây giờ cho anh dùng định nghĩa thôi, tạo dãy mới thì viết thành nhanh nhé, dãy mới nhé, đầu vào là A, đầu vào là A như sau. Tôi đầu tiên tôi biến đổi A, tôi dùng chắc đưa A vào tập hợp S như vậy này, nó sẽ xóa đi tất cả các phần tử khác nhau của A đi. Sau đó tôi return là cái hàm list, nó là đổi lại, nó đổi ngược lại giữa list và list và các cái này ngược lại, nó trả về như này. Đó. Thì tôi tạo dãy này, tạo dãy mới này, dãy mới của A, nó trả lại một cái tại một dãy mới là các phần tử khác nhau của A. Sao hiểu không nhỉ? Như vậy là cái hàm list, cái hàm list này nó có thể là đầu vào của nó là một cái tập hợp bản thân nó đổi về dãy nhé. Như vậy là chúng ta là nó tập hợp đưa về dãy và ngược lại cái hàm set là chuyển từ list về tập hợp đó. Ví lại cho các bạn xem lại để hình dung nhé. Đây đây từ list chúng ta có thể đưa về biến đổi tập hợp bằng cái hàm set, và ngược lại từ tập hợp ta đưa về list bằng cái hàm list. Ví dụ như này là A là list thì set A là tập hợp ngược lại một cái S là tập hợp thì list của S là dãy. Cho nên chúng ta làm hai lần, chúng ta đầu tiên chúng ta có A đúng không, sau chúng ta sẽ dùng hàm set chúng ta chuyển về tập hợp, sau chúng ta dùng hàm list chúng ta đổi ngược lại nữa thì nó sẽ ra là kia một cái dãy mới nhé. Hãy làm tay cho nó dễ nhất, đây là A rồi nhé, đây là A nhé, A đây nhé.
rồi S gì này bằng Z của A này. S là cái phần tử này. Bây giờ tôi giờ viết là B bằng list của S. Chính là các phần tử khác nhau của A. Đầu vào là A nhé, đầu vào là A này, đầu ra là B đây là các phần tử khác nhau của A. Vậy rất là nhanh. Phải phải làm cái nếu chúng ta mà làm cái chương trình mà chưa biết tổ hợp thì rất là khó, bởi vì tôi viết một cái hàm, một cái bài tập giải mà chưa biết tổ hợp thì tôi làm như nào? Cho trước đầu vào là dãy A, đầu ra là dãy B, với điều kiện là B sẽ phải lấy các phần tử khác nhau của A thì làm như nào? Để tôi giải bài tập đó luôn nhé. Để tôi làm lại cái hàm khác mà không dùng cái set này thì làm được không? Làm được, tôi làm cho bạn xem nhé. Cái bài tập ngắn thôi. Đây dùng cái hàm như này nhé. Set này dùng cái mới gọi là dãy khác đi nhé. Cái hàm này là cái hàm như sau. Hàm này là hàm đầu vào là A, đầu ra là một dãy, được một cái list khác mà bao gồm các phần tử khác nhau của A. Đây, làm như nào? Làm như này. Viết B bằng giống này. For A in A, việc phân tử của A, được chưa? Sau đó với mỗi A nhỏ như vậy, tôi kiểm tra nếu A mà không nằm trong B thì tôi đưa vào B. If not A in B thì B A nhỏ. Đấy, thì sau lệnh này chúng ta sẽ return. Bây giờ bạn xem đây chính là đáp án này. Nhắc lại nhé, đầu tiên là cho B là rỗng này, tôi sẽ cho duyệt A A nhỏ chạy dọc cho các phần tử của A lớn. Thì với mỗi A nhỏ như vậy, tôi nếu A nhỏ đó mà không nằm trong B, tôi bổ sung vào B. Thì nếu có phần tử mà hai phần tử của A mà trùng nhau ấy, thì phần tử thứ hai sẽ không đưa vào nữa, bởi vì là phần tử đầu đã đưa vào B rồi. Và như vậy B chính là bạn cần tìm. Vì tôi biết là B bằng dãy khác. Đây. Vậy đây là cái lời giải của bài tập mà này, bài tập là cho trước dạy một dãy số, một dãy bất kỳ và hãy tạo ra một dãy khác gồm các phần tử khác nhau của dãy ban đầu. Thì đây là cái giải mà chúng ta khi chưa biết cái khái niệm tổng hợp thì nó dài hơn, nó phức tạp hơn. Còn nếu chúng ta biết tổng hợp rồi, chúng ta cần thế này thôi, rất là ngắn. Nó rất là ngắn luôn. Đó. Và các bạn sẽ thấy là tôi sẽ mô tả đấy. Cái bài toán này này có độ thời, có độ phức tạp thời gian là rất lớn hơn rất nhiều lần so với cái anh này. Đây là lời giải rất là tối ưu. Còn cái dưới này là lời giải không tối ưu, mặc dù nó đúng nhưng mà nó không tối ưu. Cái này thì nó sâu hơn một chút rồi, nhưng mà thôi. Cái nói này thì các bạn thấy là chúng ta có thể dùng cái tổng hợp. Thế thì chúng ta sẽ mô tả các cái lệnh của tổng hợp nhé. Tổng hợp là nó có rất nhiều những cái lệnh khác nhau. Tổng hợp là cái kiểu dữ liệu mà nó là khả biến. Đấy. Nó giống như là list. Nó là khả biến. Tức là nó cho phép chúng ta là bổ sung phần tử vào tổng hợp, bổ sung rồi xóa vô tư. Chúng ta kiểm tra một số những cái hàm liên quan đến phương thức liên quan trong đến tổng hợp nhé. Rất là nhiều luôn. Thế này, rất là nhiều luôn. Thế này, bây giờ đây này. Rất là nhiều luôn nhé. Đó. Chúng ta chú ý. Đấy, rất là nhiều luôn. Bây giờ tôi mô tả một vài cái nhé. Đây là S của tôi từ đây nhé. Cái lệnh đầu tiên mà chúng ta thấy nó giống như lệnh append của dãy là chúng ta có thể bổ sung một phần tử vào với một tổng hợp. Chúng ta dùng lệnh add bổ sung phần tử vào 100 vào cái tổng hợp S. Tôi dùng lệnh add. Nó giống nó hoàn toàn giống lệnh append của dãy. Thì S đây. Nó đang bổ sung vào đây là 100 vào đây rồi. Các bạn thấy không nào? Khi chúng ta view lên nhé, thì nó không, S cái 100 nó không nằm ở cuối, nằm ở đây này, nó hiển thị rất lung tung. Như cái này là cái này là câu hỏi này vì sao thì là rất là khó, chúng ta sẽ phải mổ xẻ ra, tìm hiểu cái thuật toán mà bổ sung một phần tử vào thì chúng ta mới hiểu là vì sao nó nằm ở giữa này, nó không nằm ở cuối là vậy. Nhắc lại là tập hợp thì nó không thứ tự các phần tử, nó không quan trọng nhé. Vì nó là các phần tử nó lại khác nhau.
bên trong lòng của cây tổ hợp là cái gì thì chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn là nó làm cấu trúc nó thế nào đó chúng ta không biết, nhưng mà chắc là nó không phải là list rồi. Mà do đó cho nên là khi chúng ta dùng lại ép vào như này thì khi chúng ta in nó ra như này thì cái 100 nó nằm lâm trường ở giữa đấy, nằm ở đâu đó ở phía giữa, có thể nằm ở cuối, có thể nằm ở đầu, đối với chúng ta là nó không quan trọng. Còn lệnh append, lệnh append của dãy của list thì luôn là bổ sung vào cuối của cái tập hợp đó, của dãy đó. Như vậy là cái lệnh ép này là cái lệnh và bổ sung. Còn ngoài ra nó có rất nhiều lệnh khác. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả, đã nhận mô tả lệnh này, bây giờ tôi mô tả như sau nhé. Cái này thì đối với hợp có rất nhiều lệnh khác nhau nhé. Đây này, nó có những lệnh như thế này. Đây bây giờ chúng ta, đây chúng ta thêm một câu nữa này, có một lệnh nữa này, lệnh nó luôn là lệnh remove, là lệnh xóa phần tử của A đi, của S đi. Thì S thì tôi S chấm này remove này, remove xóa đi phần tử là 6 chẳng hạn, xóa đi. Và S thì là không, S thì tôi bây giờ là mất 6 rồi. Đấy, có thể, vậy là S và lệnh remove này. Bạn thấy không nào, là ở trong các cái lệnh của tổ hợp thì nó không có khái niệm là index, không có, vì là nó không phải là một cái dãy, không truy cập các phần tử theo chỉ số được. Thế bây giờ tôi mô tả các lệnh khác nhé. Đây bây giờ chúng ta nhìn vào chúng ta thấy nhé, tập hợp, bây giờ tập hợp nó có khái niệm là hợp của tập hợp, giao của tập hợp và hiệu của tập hợp và hiệu đối xứng. Trong tập hợp nó có những cái về tập hợp của môn toán ấy, chúng ta biết rồi là các cái phép toán của tập hợp, các cái phép toán của tập hợp chúng ta nhớ nhé, các phép toán này của tập hợp thì là lệnh thứ nhất là lệnh hợp các tập hợp nhé, thì tiếng Anh nó là union, đây là A đây nhé, B đây này, A đây, B đây, đây. Thì hợp của chúng là chúng ta viết như này, A B đấy. Thì nó là toàn bộ cái phần này đấy, thì đây là hợp nhé, là hợp của hai tập hợp. Bây giờ sang cái định nghĩa thứ hai là chúng ta biết thì trong phổ thông là giao của hai tập hợp, thì anh nhân là intersection, và ký hiệu là A giao B như thế này, đúng không nào? Thì giao B thì là như này, A đây, B đây, cái phần giao của chúng là cái phần chung này, đó, thì nó gọi là giao, và ký hiệu của cái giao tập hợp nó là như thế này. Bây giờ sang lệnh thứ ba là hiệu của hai tập hợp, tiếng Anh là difference là hiệu nhé, thì nó hiệu là lặng trừ này, đây, A đây này, A đây là B nhé, là những phần tử mà thuộc A nhưng mà không thuộc B trừ đi, thì như vậy nó là phần này. Phần này bỏ đi phần này, cái phần mà tôi tô là phần là kết quả nhé, giao thì đây là phần chung này, giao là phần chung đây nhé, đây là phần này đấy, là những phần tử mà thuộc A nhưng không thuộc B đấy. Còn cái nữa còn một cái phép toán nữa là nó lại hiệu đối xứng, nó là symmetric difference, thì nó ký hiệu là A, là nó ký hiệu là A như này, A là B như này đấy, thì là đây A đây nhé, B đây này, A đây, B đây, thì là cái phần mà phần là phần giao là hợp, xong bỏ đi phần đó đi, bỏ đi phần giao, nó là phần này. Tức là lấy cái hợp xong lại trừ đi cái phần giao nhau đấy, thì làm cái phần này. Như vậy bốn cái thao tác của tổ hợp nói chung. Thì ở trong Python này nó ghi rõ đây này, đây nhé, chúng ta quan sát này, union này, đấy, union là hợp nhé, union là hợp này, difference
đi phần là hiệu này, đúng không? Đi phần là hiệu này, rồi là intersection nữa rồi, từ in nữa rồi. Đây, in intersection là giao này, intersection nhé, đó là giao này. Rồi là gì? Rồi là symmetric difference là hiệu đối xứng. Đấy. Thấy chưa? Đấy, là chúng ta lệnh clear là xóa toàn bộ cái xóa toàn bộ một cái một tổ hợp đi, xóa một nội dung tổ hợp đi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì ở đây chúng ta chú ý thôi được nói rồi, bọn thấy bây giờ luôn luôn có hai lệnh cạnh nhau. Lệnh union thì nó đi cùng cái lệnh là update. Đấy. Lệnh difference thì nó có lệnh kèm theo cạnh là difference update, có chữ update bên cạnh nhé. Lệnh intersection là lệnh giao thì nó có một lệnh là intersection update. Đấy. Đấy. Lệnh symmetric difference thì nó có thêm lệnh là symmetric difference update. Thì hai cái này nó khác nhau như nào? Đấy, thì chúng ta đây tôi mô tả một chút để chúng ta hình dung nhé. Đây. Bây giờ giả sử tôi có cái S thường này. Giả sử nhé, giả sử là 1, 2, 4, 6. 4, 6 nhé. S thường đây nhé. 4, 6. Bây giờ nó T bằng là gì? T bằng là 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Được rồi, thế thì bây giờ tôi mô tả nhé. Cái lệnh mà hợp của chúng, hợp của hai tổ hợp, thì chúng ta viết như này là S, chúng ta có cái lệnh này, ST. Cái lệnh này là cái lệnh mà nó tạo ra một tổ hợp mới là hợp của hai tổ hợp trên. Thì tôi biết thì enter nó tạo ra ngay cái hợp là hợp của hai tổ hợp trên. Viết là cái khía cạnh này thì dần S không thay đổi. S nó vẫn là cũ, tên vẫn là cũ, nhưng mà lệnh này lệnh là tạo ra một tổ hợp mới là hợp của hai tổ hợp là S và T. Đấy, thì lệnh này nó tương đương với cái lệnh là union. Đấy, union nhé. Còn bây giờ là giao. Giao thì nó có cái là giao thì nó có cái từ mà cái đoán tử là dấu và. Đây là cái lệnh là tạo ra tổ hợp mới là giao của S và T, nhưng bản thân ST là và T không thay đổi thì nó tạo ra giao của nó là 2, 4, 6. Nhưng mà cái lệnh này là lệnh là sẽ tạo ra một đối tượng mới là giao của S và T, nhưng đồng thời S và T không thay đổi, nó chính là cái lệnh là lệnh intersection ở trên này. Đấy. Lệnh thứ ba là lệnh hiệu nhé. Hiệu thì ta viết là S trừ T, nó tạo ra một đối tượng mới mà là hiệu của S trừ T 1, 2. Đây khi đó là S không thay đổi, T không có, T không thay đổi, và cuối cùng là hiệu đối xứng thì nó là cái này là T, tạo ra một cái đối tượng mới và ST không thay đổi. Đây là những ký hiệu nhé. Thì tương đương với nó là như này, tương đương với nó là như sau. Thì đây tôi mô tả cho các bạn xem để chúng ta có thể chút nhé. Đây, như vậy là đối với tập hợp thì như sau này. Thì tôi mô tả cái bảng, các bạn có hình dung nhé. Đây, thì đây là ký hiệu, còn đây là lệnh nhé, lệnh có thể viết lệnh bằng bình thường nhé. Thì lệnh hợp này, hợp thì ký hiệu là S T như này. Thì với cái lệnh này đây họ là S chấm union T. Đây, dùng lệnh này nhé. Thì là giao là S và T, còn lệnh nó là S chấm intersection, hai cái này là tương đương nhau. Còn hiệu nhé, hiệu là S chỉ T hay là S chấm
Difference T. Đấy. Difference T. Mà cuối cùng là hiệu đối xứng. Hiệu đối xứng là S như này, ST. Và viết là S symmetric. Symmetric difference hay dài một chút. Difference. Đây thì tất cả các lệnh đây là nó là gì, là nó tạo ra một đối tượng mới và bản thân SC và T không thay đổi. Bản thân SC và T không thay đổi. Được chưa? Như vậy là đó. Còn chúng ta muốn cái lệnh mà chúng ta muốn như sau. Bây giờ chúng ta muốn cái lệnh là gì, là S cộng S giao với T hợp với T, nhưng mà S thay đổi, bổ sung vào S thì nó khác, thì lần là cái lệnh này nhé. Nhưng mà này khó một chút. Nhưng mà chúng ta có biết này là union này, các lệnh chung này là nằm đây này, là nó nằm ở chỗ này đây. Intersection này. Rồi là symmetric difference này, rồi union này, đúng không nào? Rồi difference. Thì đây là cái lệnh mà giống như nói hôm nãy là nó tạo ra các cái đối tượng mới. Ví dụ tôi biết là z bằng s t đây, nó là một đối tượng mới, bằng cái s thì là không thay đổi. Bây giờ tôi muốn thực hiện cái lệnh giống như lệnh nhà mà là tôi muốn bổ sung t vào s, là tôi muốn tạo ra cái hợp của t với s, và tôi thay luôn vào s thì thay đổi lại s thì tôi làm nha, thì tôi làm như này, tôi làm là s chấm đây dùng lệnh này, cùng dùng chính chính cái lệnh là update này, nó đi cạnh nhau này, update này, dùng lệnh này nhé, s này update. Đấy. Đây là cái lệnh mà không cần dấu bằng, mà đây lệnh nó sẽ bổ sung luôn và s cũng thay đổi luôn. S nó chính là tổng của hai cái là hợp của hai cái tập hợp đó. Đấy, như lệnh này nó khác nhé. Cái lệnh trên này, nhắc lại lệnh trên này này, lệnh này này là s không thay đổi, nhưng lệnh này là s thay đổi. S thay đổi. Đối tượng s thì là đối tượng của s thì là không thay đổi, nhưng mà giá trị của s là thay đổi. Nó được gộp vào so với t. Và s đây, s thì là nó được gộp lại. Đấy, nó gộp lại như này nhé. Đó. Nên mà chúng ta đây ghi nhận kết quả của nó đây giống như là trên này đúng không? Đấy, mà đây là cái lệnh này. Cái lệnh này thì là s không thay đổi, t thay đổi. Còn lệnh này là lệnh này này là nó cập nhật luôn vào s. Đấy, chúng ta chú ý đây là chỗ hơi khó hiểu một chút nha, vì chúng ta nó giống như là đối với list ấy. Đúng không? Thì tôi có đây. Tôi có hai cái dãy nha, 1 2 3 này. Đúng không nào? Đó là b bằng 5. Đó. Thì tôi muốn là gì? Lấy tổng của hai cái em, lấy gộp của hai cái dãy lại. Nhưng mà AB không thay đổi, tạo ra một dãy mới là C. Thì tôi viết như này, là C bằng A cộng B. Tôi sẽ tạo ra một dãy mới là C, là gộp hai dãy AB lại. Đây là gộp của hai AB lại. Nhưng mà A không thay đổi, B thì AB đều không thay đổi. Nhưng điều tôi muốn là đưa B vào cuối của A, A tăng lên. Làm như sau, extend B. Đây là cái lệnh mà nó sẽ gồm B vào cuối của A và A thay đổi, giá trị A thay đổi. Nhưng mà đối tượng A là không thay đổi nhé, nó chỉ thay đổi giá trị của A thôi. À, đối tượng của A là đúng một chỗ đó. Về mặt đối tượng là không thay đổi, nhưng mà giá trị là thay đổi. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, thì đơn như vậy, đây là tôi vừa mô tả với cái tập hợp, mà tập hợp cũng có tập hợp cũng thỏa mãn lệnh in và lệnh for. Thì tôi biết là 10 in s. Đấy, còn tôi for vẫn có lệnh for nhé, for in s, còn tôi in ra ra Z
bình thường, nghĩa là khi chúng ta thao tác với một tổ hợp thì ta thấy nó na ná giống như là đối với dãy vậy, chỉ khác là gì, đây là tổ hợp, cho nên là nó các thứ tự của nó là không không quan trọng và nó không cho phép là hai phần tử giống nhau đấy. Nhưng mà một cái ưu điểm nữa mà tôi muốn nói là tôi cho kỹ hơn là làm việc với tổng hợp thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với làm việc với dãy. Cái này tôi sẽ là tôi nói ở phần cuối nhé. Đó. Đấy, tôi vừa mới mô tả nhanh cho các bạn cái khái niệm tổng hợp nó rất là hay. Và giữa tổng hợp và dãy, chúng ta có thể từ tổng hợp chúng ta tạo dãy và từ dãy chúng ta tạo ra tổng hợp. Và có rất nhiều bài tập liên quan đến cái phần này. Đó. Chưa? Tôi sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé để cho các bạn hình dung nhé. Ví dụ như này, chúng tôi làm chương trình cho nên thành một trình hay ho một tí nhé. Đây, làm một cái bài tập, một cái bài toán này. Đây là bài toán khi học sinh khá giỏi đây. Là như này nhé. Bài tập như sau này, cho trước một cái dãy. Bây giờ hãy kiểm tra xem dãy đó có hai phần tử nào trùng nhau hay không. Hay là dãy đó là hoàn toàn là các phần tử khác nhau. Thông báo ra màn hình là có trùng nhau hay là không. Như vậy đầu bài như sau này, đầu bài là cho trước một để áp dụng đương nhiên để tôi giải bài này bằng hai cách, một cách là dùng dãy bình thường và hai là cách kết hợp dùng tổng hợp nhé. Một cái dãy bất kỳ, dãy số bất kỳ nhé. Hãy kiểm tra chương trình kiểm tra. Chúng ta xem dãy trên dãy có phần tử nào trùng nhau hay không. Nếu có trùng thì thông báo. Nói ra một câu thôi, thông báo là có. Ngược lại, thông báo không. Mà chúng ta làm một cái như thế đấy nhé. Tôi biết tỉnh về mà thoải mái đến dài quá. Hai phần tử trùng nhau hay không? Đấy. Nếu có, thông báo có lại thì không nhé. Rồi, bây giờ tôi làm như thế, tôi làm thêm một cái hàm thôi, làm cái hàm. Ví dụ là gan. Đồ bảo là A. Hàm này sẽ gì? Cái hàm này sẽ trả lại giá trị là đúng nếu mà A có hai phần tử trùng nhau, và sai là false nếu A không có hai phần tử trùng nhau. Thì tôi sẽ làm hai cách. Cách thứ nhất là tôi làm tôi làm hoàn toàn trên cái khái niệm về dãy, không dùng cái kiểu dữ liệu là tổng hợp. Và cách thứ hai là dùng những tổng hợp. Và tôi sẽ phân tích cho các bạn cách nào nhanh hơn nhé. Đây. Tức là khi chúng ta có cái tổng hợp vào rồi thì nó giúp cho chúng ta giải quyết rất nhiều bài toán là với tốc độ là nhanh hơn hẳn so với chân dãy. Thì lát nữa tôi sẽ giải thích vì sao. Nhưng mà khi mà bắt đầu cho học sinh làm bài tập thiêu sinh giỏi là phải chú ý đến cái tốc độ của cái thuật toán của chương trình. Thì chúng ta chú ý là một câu thôi, là mọi cái thao tác ở trên tổng hợp sẽ nhanh hơn rất nhiều lần so với trên dãy nhé. Đây, cái là như sau này. Chúng ta làm như sau. Giống như bài lúc nãy, tưởng như sau này. Chúng ta sẽ duyệt tất cả các phần tử của A nhé. Và chúng ta sẽ đưa vào B là một cái dãy rỗng. Thì nếu mà có một phần tử nào của A mà có trong B rồi thì suy ra ngay đó là có hai phần tử trùng nhau và dừng lại ngay và báo là có. Còn ngược lại, chạy đến cuối cùng mà toàn bộ B được đưa toàn bộ phần tử của A đưa hết vào B mà không bị dừng lại thì chứng tỏ là A là không có thể là trùng nhau. Được chưa? Cái này là như sau, dùng một dãy phụ như thế này nhé. Bằng for in A. Được chưa? Giờ là if nếu mà x thì mà nằm ở trong B rồi. Nếu mà x thì đã nằm trong B rồi thì suy ra gì? Thì suy ra là x thì là phần tử đã trùng lập rồi. Bây giờ đúng không nhỉ?
x thì nằm trong b, vì là b b là bao tử rỗng mà tôi lấy lực từ của a tôi đưa vào b. Nếu x thì mà nằm trong b thì suy ra thì suy ra là a đã có phần tử trùng nhau rồi, và tôi dừng ngay lại, tôi hơn là u luôn. À, được chưa? L là x thì là không thuộc b thì tôi sẽ bổ sung b vào, bổ sung x vào b. Đúng không nào? Bổ sung b là hợp n cùng đây. Chạy đến đây, chạy đây là phần phong, tức là các phần tử của a đều là khác nhau hết. Nếu mà có trùng nhau lập tức dừng ở đây và trở về true luôn. Còn nếu mà không có phần tử của a không trùng nhau, như vậy chạy đến hết cái vòng lặp này thì vẫn không phần tử trùng nhau cả, thì nó trở về là false, được chưa? Đó là cách một nhé. Để tôi kiểm tra này, giả sử cho a bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nó kiểm tra này. If kiểm tra đây, nếu mà kiểm tra mà đúng, nghĩa là a là có trùng nhau thì tôi đi ra chuyện là có. Else ngược lại, else in ra ra là không. Bạn đã hiểu chưa? Đây là cái lời giải rất là bình thường. Bất cứ ai mà học xong cái phần dãy, phần mảng là ta làm được ngay. Mà đây là giải cũng rất là tốt, cũng là khá tốt, tôi không để cho x chạy đến cuối, mà bất cứ khi nào mà x trùng là tôi dừng luôn lại. Đó. Để kiểm tra chạy thử nhé, về bài này tôi ghi lại. Đây, bài đầu tiên là bài kiểm tra trùng nhau nhé. Hôm nay chúng ta là lớp hè. Hôm nay là buổi 11 đúng không? Bài này là bài kiểm tra. Chạy thử nhé. Không. Nghĩa là a là không phân tử phần lần trùng nhau nhé. Đây. Bây giờ giả sử tôi đây tôi ghi thêm một nông phân tử đây là phân tử là 2 chẳng hạn, thì máy phải báo là có. Đấy, là có. Thế có nào? Bây giờ chúng ta là đúng nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm cách thứ hai. Cách này là cách rất tối ưu đấy. Tức là đối với học sinh mà chỉ học về list thôi, về mảng thôi, thì đây là lời giải rất là tốt, rất là đúng đấy. Thì các bạn học sinh nào làm như này thì là tốt rồi. Bây giờ tôi vẫn làm cách thứ hai càng nhanh hơn nữa, là như sau. Bây giờ tôi làm như này. Bây giờ tôi làm là đây là KT cho nhanh đấy. Bây giờ là tôi sẽ không ở chỗ này, tôi không, b tôi không dùng là dãy, mà tôi dùng cái tập hợp để tôi thay thế vào đó. Vì tập hợp nó có cái gì, tập hợp nó cũng có cái nó cũng có cái tính năng là duyệt for in như vậy. Tức là như sau, tôi viết là b đi, dùng lại b đi, không phải b set đầu tiên cho b lồng được rộng này, đấy kia, xong là for đi kia thôi. Tôi tưởng không khác gì for x in a nhé, in a. Bây giờ là if x b giống hệt luôn, khác nhau là bây giờ b nó không phải là b, nó biệt ở lời giải bên dưới thì b nó không là dãy, mà b nó là tập hợp, tôi phải biết là b chấm f nói nhầm nhầm. Nếu mà x in b thì return true, đúng không nào? L thì mới đúng, ở trên L thì mới là một cái bổ sung b f x, và cuối cùng là return on. Lời giải số 2. Lời giải số 2 là KT đây. Về mặt thuật toán đúng ở trên này. Chỉ thay cái B bằng đây là B là list, thay B là tổng hợp. Còn ở dưới nhau nhé, cũng là for a in đấy, for
cũng là x in b nhé, return true nhé. L như đây nhé, mà đây chỉ khác đây là append, dùng lệnh append là lệnh bổ sung phần tử vào dãy, còn đây là lệnh add bổ sung phần tử vào b nhé. Đó. Bây giờ chúng ta thử chạy thử cái phương án 2 nhé. Phương án 2 này là chúng ta để đây là phải kiểm tra. Ta sửa cái này là KT. Thử nhé. Thử. Có. Đấy, như vậy thì mình ta sửa, ta bỏ con số 2 đi, đây vẫn phải là 0 này. Chạy không. Rồi, thế bây giờ tôi nói các bạn một chút để lát nữa hay lúc này với hai bài này nhé. Thì cái bài này là nó sẽ chạy với cái vận tốc với cái độ phức tạp thời gian là theo ngôn ngữ của thuật toán ấy, nó là n bình phương. Bài này này, cái câu hỏi n bình phương là nó cũng nhanh, nhưng mà nó cũng mà nó đó là nó cũng không phải tối ưu. Nhưng mà cái bài số 2 này sử dụng tập hợp thì do cấu trúc tập hợp của thằng Python nó rất là mạnh, cho nên cái bài số 2 này nó sẽ có thời gian là tuyến tính thôi, là n thôi. Đấy, thì tôi nói kết quả như vậy nhé. Như vậy cái bài này thì cái học sinh nào mà làm cái phương pháp 2 này thì có thời gian chạy rất là nhanh và sẽ nôm na là sẽ được điểm tối đa của bài này. Nếu mà ban giám khảo mà cho một cái đề như này thì họ sẽ cho những cái đề, cho những cái bộ dữ liệu rất là khó, rất là phức, rất là dài, mà học sinh nếu mà dùng cái này nó sẽ không qua được cái test đó, mà phải có cái này nó mới qua được. Thì là đến phần cuối thì tôi sẽ nó giải thích vì sao là nhanh nhé. Còn bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta biết như vậy thôi. Đấy, như vậy là một cái bài tập như vậy, chúng ta có thể có hai cách. Thì nôm na cứ bất cứ cách nào mà sử dụng tập hợp đều có kết quả nhanh hơn hẳn so với bằng dãy, mặc dù là cái đề giải đây là giải này là giải rất là tốt rồi, rất là tốt chứ không phải là tồi nhé. Đó rồi, thì bây giờ tôi lại quay lại đây nhé. Đấy, như vậy là tập hợp. Đây là tập hợp nhé, mà là cái khái niệm mà rất đặc biệt ở trong tuần, đặc biệt ở trong Python. Nó hỗ trợ tất cả những lệnh là các phép tóc hợp, giao hợp, rồi là hiệu đối xứng, nó hỗ trợ hết nhé. Và như vậy bây giờ tôi sẽ nói sang cái đối tượng cuối cùng, là cái khái niệm mà tôi rất là khó, nó gọi là từ điển. Cái từ điển là cái gì? Từ điển là một cái kiểu dữ liệu mà nó nằm trong cái nhóm ở trong Python, nó gọi là mapping, tức là ánh xạ. Là cái gì nhỉ? Nó là kiểu dữ liệu như sau. Cái dữ liệu tập hợp từ điển là như này. Nó là cái kiểu dữ liệu từ điển nhé, ở trong dữ liệu từ điển. Nó thuộc cái nhóm nó gọi là tiếng Anh trong Python nó chia hẳn ra, nó là thuộc cái nhóm là mapping. Nhưng mà ở trong đây thì nó dùng từ điển, cái từ điển tiếng Anh là dictionary. Thì mapping nó là cái gì? Nó là ánh xạ. Nó là như vậy, từ điển, bản thân từ điển nó là ánh xạ của tập hợp các cái khóa ấy, tiếng Anh nó là key sang tập hợp các cái giá trị tiếng Anh là value. Thì như vậy là từ điển là một ánh xạ từ tập hợp các cái key sang các cái value nhé. Và chúng ta sẽ định, khi mà chúng ta định nghĩa cái tập hợp thì chúng ta hay dùng cái từ là D key bằng cái value, ánh xạ từ key sang value. Đấy. Nó đơn giản thôi, nhưng mà cái hay của nó là như này. Vì sao lại hay nhé? Vì là chúng ta sẽ cùng nhau, mà tôi sẽ mô tả ngay bây giờ, và chúng ta sẽ thấy là nó, dù nó ý tưởng nó rất đơn giản nhưng mà nó rất là sâu sắc. Đấy. Thì là nó là cái gì? Thì đây bây giờ tôi sẽ nói luôn cho đầy nghĩa luôn cho nó dễ nhé. Thì với từ điển ấy thì là như sau nhé. Thì cách chúng ta làm, chúng ta thường dùng từ D là từ điển, mô tả như này. Nó là cái tập hợp, nó là một cái cái này chúng ta làm như sau nhé. Đây tôi mô tả nhé, ví dụ nhé,
chúng ta sẽ ánh xạ, đây biệt là ánh xạ này, lấy ví dụ chúng ta sẽ giả sử chúng ta có một tập hợp các cái tên học sinh trong lớp nhé, có một tập hợp các cái tên học sinh như là Hà, Bình, Hoa chẳng hạn, ví dụ đấy nhé. Ánh xạ sang điểm của các bạn này, ví dụ Hà là 7.9 này, Bình là 10 này, Hoa là 8.2 đấy, thì tôi sẽ ánh xạ Hà sang cái điểm này, Bình sang cái điểm của Bình và Hoa sang cái điểm của như này nhé, tôi muốn ánh xạ sang đó thì làm như sau. Đây đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái dữ liệu từ điển rỗng, tôi viết là rỗng, có thể viết như này, tôi viết như này là một từ điển rỗng không biết nhận được, tôi viết là như này, như này, như này. Đây chính là như tôi nói, mỗi tôi nói là riêng tập hợp thì tập hợp thì dùng cái ký hiệu là cũng là vòng nhọn, nhưng mà với thế này thì nó là hiểu ra từ điển rỗng. Tôi ai cái từ cầm đơn là cái gì, cái đơn nó chính là từ điển, thấy chưa? Rồi và bây giờ tôi bắt đầu tôi tập hợp này, tập hợp này D của đây, D của cái người tên là Hà đây, anh xạ sang bên kia là 7.9, như vậy là anh xạ nhé, anh xạ hợp hóa là tên người và value giá trị là điểm số của anh ta, vậy đã xong, như là Hà sang 7.9. Bây giờ tôi đoán tiếp này, tôi đoán tiếp là Bình này, Bình đã sang Bình 10 này, đoán tiếp là Oanh hay là Hoa, với Oanh đấy 8 nào, D nhé, D chính là Hà này. Hà ánh xạ sang là Hà là cái đèn là khóa này, 2 chấm tiệu là 2 chấm sang giá trị là cái này, Bình 2 chấm sang giá trị là như này đấy, như này Oanh. Nó có thể là nó khác đi, tôi lấy dụ là tôi lên một cái D1, tôi khai báo một cái như này, báo là như sau nhé, ví dụ như là tôi sẽ ánh xạ gọi là 1 2 chấm xạ sang 10 nó phải 2 ánh xạ sang 20, lấy ví dụ như vậy, ví dụ tôi không muốn khác, nó là số 5 ánh xạ sang là 1 phải là số 0 xạ sang là 7 như vậy. Đây là một cái ví dụ khác nhé, là ánh xạ số 1 sang số 10, ánh xạ từ số 2 sang 20, ánh xạ là 5 sang 1, ánh xạ 0 sang 7. Enter. Vậy D1 cũng là một từ điển. Như vậy là từ điển là gì? Từ điển là một tập hợp, làm nôm na là từ điển là một cái ánh xạ từ một tập hợp các cái giá trị khóa sang tập hợp các giá trị là tập hợp các cái value nhé, thì nó là ánh xạ, nó là từ điển đây. Như vậy nôm na là gì? Nôm na từ điển là một cái ánh xạ D từ tập hợp các cái khóa key, có thể rất nhiều key, ánh xạ sang một tập hợp gọi là cái value đấy, thì cái này nó chính là ánh xạ, nó chính là trong bài thân người ta gọi là cái cục dữ liệu này là cục dữ liệu nó gọi là mapping, map tức là ánh xạ. Tuy nhiên thực tế thì người ta dùng từ từ điển. Vì sao là từ điển thì tôi sẽ nói, thì người ta hay dùng cái dữ liệu này để ta mô tả cái từ điển. Các bạn tra cứu từ điển nhé, thì từ điển nó sẽ ánh xạ một cái từ sang cái giả nghĩa của nó. Ví dụ tôi muốn tra cứu cái từ là baby chẳng hạn, thì nó sẽ từ điển nó sẽ ánh xạ cái baby sang cái giải nghĩa của từ baby này ở trong tiếng Việt. Ví dụ thế nhé, thì tôi mô tả đây, tôi mô tả cái là tập hợp các cái từ tiếng Anh, các cái từ tiếng Anh đóng vai trò là khóa. Bây giờ bên này là các cái giải nghĩa từ và ánh xạ đây một cái D ánh xạ từ các cái từ điển tiếng Anh, là cái từ là baby chẳng hạn, baby nó sẽ ánh xạ sang một cái sâu mô tả baby là trẻ em gì đó, mô tả rất dài bên này. Thì như vậy là nó là một ánh xạ để giải nghĩa một cái từ điển, cho nên người ta gọi cái từ điển là như thế. Cái dữ liệu từ điển rất hay dùng cho các mô hình từ điển,
cho nên là nó rất thích hợp cho mô hình từ điển, cho nên người ta gọi là người ta gọi đây là từ điển nhé. Nhưng mà chắc là một ánh xạ từ tập hợp các cái key là các cái từ khóa này sang sang cái tập hợp các cái giá trị là nó có thể là nó là bất kỳ luôn chứ không nhé. Đó, nhưng mà chúng ta định nghĩa là rất đơn giản, được chưa? Khi chúng ta có định nghĩa rồi thì chúng ta có thể làm như sau đây. Với D nhé, vì với D tôi khi chúng ta có từ điển rồi, chúng ta có thể truy cập từng khóa đây. Gọi là D này là bình. Truy cập vào cái khóa bình từ ra là 10. Như vậy là D của bình là 10. Đây chính là cách chúng ta truy cập một cái phần tử của khóa đây. Mà các bạn biết khi mà chúng ta truy cập như này thì thấy là dùng ngoặc vuông đúng không? Dùng ngoặc vuông như vậy đóng vai trò là chính là giống chỉ số của dãy, đúng. Nhưng mà chỉ số của dãy nó phải là 0 1 2 3 4 n. Nhưng mà đây thì chỉ số nó không phải, nó là một cái khóa, nó không phải là số. Khóa nó có thể là chữ, nó có thể là bất kỳ. Đấy. Hay là D1. D1 đây, tôi muốn tìm khóa của 5, 5 đây này. Tôi viết là 5 ở đây, 5. Thì nó là và cái khóa này chúng ta có thể thay đổi thoải mái. Đây thì ví dụ D nhé, D của là 7.9. Bây giờ tôi có thể sửa lại điểm của ông. Đây thì biết là 10 bằng 10, sửa lại. Như vậy đây bây giờ đã bằng 10 rồi. Như vậy là khi mà tôi mô tả một cái khóa của tôi có thể thay đổi, tôi có thể truy cập vào từng phần tử một của khóa, sửa đổi từng khóa một, được chưa? Giả sử nó không có nhé, giả sử tôi mô tả cái khóa bất kỳ mà nó không có ở trong sách khóa đây, ví dụ như là đây là Hà Bình Oanh thì mình biết là Sơn ấy. Mà mày báo lỗi ngay à, cái error không có khóa nào là Sơn cả. Ở dưới nhé, đây 5 có ngay, phương dịch D1 là 100 mỗi ngày thì không có cái khóa nào cả. Thấy không nào? Đó thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, tôi chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một chút cái này và chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của cái từ điển nó là như thế này. Đây, như vậy là gì? Như vậy là từ điển là cái gì? Là cái kiểu dữ liệu mà tôi có thể là gì, xác định trên tập hợp các cái khóa và tôi có thể truy cập vào từng cái giá trị của khóa như thế này, chỉ ra có thể thay đổi được khóa, đúng không nào? Đấy thì như vậy là cái khóa đây, các bạn thấy khi tôi viết là DK thì các bạn thấy là cái cách viết của nó giống như là truy cập vào một phần tử của dãy vậy. Vậy nó rất giống như, nó rất là giống cái list, nó giống như mô hình list, đúng không nào? Cái key này đóng vai trò là chỉ số. Nhưng mà khác với list là mô hình list thì chỉ số phải là liên tục từ 0 cho đến n-1. Còn cái thằng này thì không, thằng này kia đây là thoải mái, nó không liên tục mà nó có thể là bất kỳ, nó không có thể là số, có thể là sâu, có thể là chữ, có thể là tùy, nên nó rất là thoải mái. Cho nên là kia có thể hiểu nôm na là cái key của cái điển ấy, nó làm cái mở rộng rất là mạnh của list. Nó khác hẳn list, nhưng mà nó cách chúng ta lấy ra các phần tử của nó giống như là list đó. Rồi thế bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút các cái thuộc tính của đây. Bây giờ tôi mới đi và chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ như này, bây giờ đây tôi như này là như sau này. Như vậy tôi có thể truy cập vào từng phần tử một của từ điển, đúng không? Và tôi đây là đến gọi lệnh gì, lệnh clear là xóa toàn bộ nội dung của từ điển đi này, đúng không? Hay bây giờ là như đây nhé, bây giờ chúng ta chú ý này. Bây giờ chúng ta có thể duyệt trên từng khóa
hoặc duyệt trên từng cái giá trị. Ở đây nó có cái value nữa nhé. Để tôi muốn duyệt từng khóa một cái làm như nào, tôi viết là for in d chấm key như thế này đó. Để duyệt trên từng khóa một của key này, mà print ra ngoài, nó in ra cả cái khóa của d. Đây đây là hàm bình ngoài. Bây giờ tôi muốn in ra các value giá trị của tiền, dùng là for v in in d chấm value. Value là điều này này. Đấy nhé. Đấy, mà tôi in ra kia. Tôi muốn là gì? Tôi muốn là duyệt đồng thời trên cả key và value. Tôi in ra, tôi làm như nào? Đây, làm for key d in d và dùng hàm item là ta duyệt trên đồng thời cả là cả cả khóa và cả cả giá trị. Và việc in ra là gì? In ra là a mà chị in ra đồng thời khóa giá trị luôn, in ra là a mười bình mười khoảng năm đến năm thì con nào. Như vậy là chúng ta có một vài cái đây nữa nhé. Bởi vì tôi nói thêm một cái lệnh nữa rất quan trọng là cái lệnh là cái lệnh get. Lệnh này thì vô cùng khủng khiếp, vô cùng quan trọng của cái nhé. Lệnh get là như sau này, d này get này là chúng ta phải trang lệnh get nhé. Lệnh get là như thế này, lệnh get là nó sẽ nhận cái giá trị. Để tôi kiểm tra nhé, lệnh get nhé. Lệnh get là nó nhận giá trị của đây bây giờ tôi muốn nhận xem là ông Hà là bao nhiêu điểm. Tôi nghĩ này, biết là Hà ra đây là lấy giá trị của một cái key thì tôi lấy điểm lấy như này. Nào, nhưng giả sử tôi viết như này thì máy báo lỗi ngay. Máy báo lỗi ngay. Để làm thế nào mà tôi muốn lấy điểm, muốn lấy cái giá trị của một cái key nhưng mà không bị vang, không phải bình, tôi lấy giả sử D nhé. Mất nhưng mà cái này khác là Addison. Máy báo lỗi. Để làm thế nào mà tôi có thể lấy ra, tôi kiểm tra, tôi lấy ra phần tử của D, lấy ra một cái key của D nhưng mà không bị vang lỗi ra, tôi làm nào thì nó chính là dùng lệnh get. Thì đây là D này, get này. Get này. À. Hàm này nó trả lại là cái key, là cái giá trị của cái khóa hà. Đây, enter là chính là 10. Bây giờ d nhé, bây giờ d chấm là get sơn. Không có gì cả. Cái này rất hay của thằng này là gì? Của cái lệnh get là như này, là nếu mà key mà có ở trong cái từ điển ấy thì nó trả lại là chính là cái giá trị của cái khóa đó, còn nếu mà key mà không có thì nó trả lại là none, không có gì cả. Hoặc chúng ta có thể làm như sau, chúng ta có thể viết như thế này là d đây là như sau, đây này là như sau, nếu mà sơn mà có ở trong khóa thì trả lại là giá trị của sơn, còn nếu sơn không có trong khóa trả lại là không. Cái này là hay chỗ này, trả lại là không. Đó. Cái này rất là hay nhé, chỗ này là chỗ rất là hay. Cho nên là chúng ta có thể làm như sau này, đây chúng ta có thể viết như thế này, vì chúng ta có thể làm như này nhé, để
Bây giờ chúng ta có làm như xong như vậy. Bây giờ tôi có thể viết là D. Đây, D của Sơn nhé. Bằng D ghét Sơn. Đây là như sau này. Đây này là nếu mà Sơn mà có ở trong từ điển rồi thì lệnh này sẽ trả lại là giá trị của Sơn, nó trả lại chính nó thì nó không thay đổi. Còn nếu Sơn không có, tôi trả lại là 9.5 thì lúc bây giờ trả lại giá trị là 9.5. Nhưng mà tôi enter ở đây thì đó nên sẽ thêm một thông tin Sơn giá trị là 9.5. Đây. Vậy lệnh get là lệnh đơn giản thôi nhưng mà rất là hay. Đấy. Thấy chưa? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ áp dụng một tí nhé. Áp dụng một tí nhé. Đây. Tôi dùng chính cái này để tôi có thể tôi bảo đảm rằng là tôi tôi bảo đảm rằng là bây giờ nhé, cái bài toán như sau này. Bài toán như sau nhé. Và tôi sẽ dùng cái này để tôi áp dụng và tôi sẽ giải một bài toán rất là hay như sau này. Bây giờ cái bài toán của chúng ta là như sau nhé. Tôi lại giải một bài toán áp dụng cái từ điển. Đây, một bài mới nhé. Cái bài mới là như sau này. Bài mới là cho trước này, cho cái dãy A cho trước này nhé. Bây giờ là tìm và xem mỗi phần tử của A, được lặp lại bao nhiêu lần, vậy. Đây là một bài toán này, nhưng tôi thấy khó rồi đấy nhé. Bài toán, tôi khó. Thì bài này là như sau nhé, bài này là như sau này. Bài này tôi cũng đơn giản làm hai lần. Lần thứ nhất là tôi sẽ giải bằng kiến thức dãy bình thường. Xem ra thấy nó khó như nào. Xong bài thứ hai, cách giải thứ hai tôi sẽ giải bằng kiến thức của từ điển nhé. Đây. Bây giờ tôi làm như sau là tôi làm cái em cái hàm df này cần lập đúng không, làm đi. Bây giờ, mỗi phần tử của A tôi sẽ phải kiểm tra xem là nó bao nhiêu lần là nó được lập là bao nhiêu lần, được chưa? Thì như vậy tôi phải làm như sau này, nó hơi khó, tôi sẽ phải như sau nhé. Tôi sẽ phải dùng hai mảng, một cái mảng là để kiểm tra nó lặp hay không lặp nhé, và cái mảng thứ hai là để là cái mảng thứ hai không cần, tôi chỉ cần tôi kiểm tra nên tôi làm như nào nhé. Cái này hơi bây giờ chúng ta thử nghĩ xem là chúng ta dùng mảng thôi chúng ta có làm được không. Mảng thì như vậy là có cái mảng để mô tả là mỗi phần tử của A sẽ lặp bao nhiêu lần, đúng không? Cũng hơi khó đấy, cũng thực ra là rất là khó. Phải mất nhiều thời gian đấy nhé. Như vậy là tôi có một cái dãy B để tôi lưu các phần tử khác nhau của A vào B. Sau đó thì tôi có một cái
Sau đó thì tôi sẽ kiểm tra, tôi có một cái dãy C nữa để tôi tính xem là nó lặp bao nhiêu lần nữa. Đó, thực ra là hơi khó, nên tôi làm, các bạn cùng tôi cùng làm thường thường nhé. Tôi khai báo hai cái dãy là giống như sau này. B là cái dãy để mô tả các phân tử, lưu các phân tử khác nhau của A vào dãy B. Còn C là lưu với mỗi phần tử tương của B thì C là lưu cái số lần lặp của phần tử đó. Yeah. Thì tôi lấy ví dụ như này cho chúng ta thấy nhé. Ví dụ như ở đây chúng ta có A bằng 1, 2, 1, 1, 3, 4, 3, 5, 5, 6. Nó có khá nhiều phần tử, đúng không nào? Khá nhiều phần tử. Một sẽ lặp lại là 1, 2, 3, 4 lần. Hai lặp lại là 2. Hai lặp lại là 3 lần. Đấy, như vậy chúng ta phải là đây là nhà như sau nhé. Chúng ta vẫn chỉ cần một lọc for này. For x in A này nhé. Đấy nhé. Tiền nếu chỉ mà not in B thì sao? Đấy. Nếu x mà not in B thì tôi sẽ bổ sung cái x này vào B, được chưa? Đấy. Bổ sung x vào B. Đây, tôi sẽ B and x, bổ sung x vào B. Đồng thời là bổ sung và cái x là đầu tiên là bổ sung cái số 1 vào phần tử tương ứng của C nhé. Thì tôi sẽ làm như sau, mà tôi sẽ mà C vì C B nó phải với nhau pen 1, bổ sung một phần tử vào cuối của C tức là cái x, nếu x mà là không thuộc kia. Bây giờ ngược lại else tức là gì, tức là x là thuộc B thì là như sau. Nếu x thuộc B thì tôi sẽ kiểm tra xem x thì nằm vị trí nào của C và tôi tăng cái giá trị đó của C lên 1. Tôi viết là K bằng C index của x là cái chỉ số của vị trí của x thì nằm ở trong C, và khi đó tôi sẽ với cái CK này bạn có bạn hình dung được không? Chính kính là tôi viết là C bằng kính lọc A. Kính lọc A. Bạn có thể xem đúng không? Tôi cần kính kính thôi. À, vẫn cần phải B chứ. B là quan trọng. B là các phân tử tương ứng. Đúng không? Rồi. Bây giờ không có làm này tôi sẽ đánh dưới như thế này. Bây giờ for in green land B green print ra cái em là BI là cái phần tử lọc và in ra cái CI là cái số lần lọc in ra cái này tử nhá. Bây giờ tôi ghi lại này số lần lọc. Rồi. Vẽ A như này nhé. Để vẽ A tôi để ở dưới này. À, tôi có mình dễ nhìn nhé. Mình tính đây. Đấy. À. Để thử nhé. A bằng len B.
chạy đâu nhưng tôi chưa chạy. Thế là này, B phẩy C bằng tính tính lọc của A. Đây là phần này, đây là phần tính lọc đấy nhé. Xong tôi phải tính trước B C bằng, tôi mới tính cùng ra số này. K bằng tại vì lỗi đấy, chúng ta cùng nhau kiểm tra một chút nào. K bằng C, nếu x chỉ là not b thì đưa vào à, đây đây chỗ này đưa vào x gì lỗi quá rồi, chắc bây giờ đúng rồi. Ủa lỗi một đây non eo, đây là x nằm trong b rồi, nằm trong b rồi, tức là phải nằm trong c, nằm trong c rồi thì ta dùng cái này thì phải phải ra như nhỉ. K tôi một chút nhé. Hết thời gian phải được, cái này là không kịp làm cả cái bài cái phần nhanh kia, kiểm tra xem lại lỗi nhỉ. Yes. Value error 1 is not in list. Đợi tôi một chút nhé, đợi chút chỗ này tôi ở à, đây tôi sẽ làm thử mấy trung gian ở đây nhé. Sau khi bổ sung thì B ra cho tôi đọc. Một hai một hai, như vậy là đầu tiên là một này, đâu rồi, một hai sẽ đến một nhá. Một hai hai vào rồi, số đến một thì bị lỗi, vậy là hai vào đây rồi này. Chứ này là đây là hai vào, sau đây là lần thứ ba vòng lọc, vòng thứ ba là một thì báo lỗi, một lỗi. Cái BC là chính xác rồi, nếu mà không, nếu mà x nằm trong B, tức là x nằm trong C nhé. Vô lý nhỉ? Cái hàm index này là không không và thôi đợi tôi một chút, tôi tìm một cái kiểm tra cái stack này một chút này. Ở đây cao bằng không, thì một này đây sai sai này, C là 22, B là 12, sao C là 22, vô lý quá, cái này bị vô lý này. À sai chỗ này này, nhớ A đây này, B nhưng B là 12, C đây là 22. Các bạn có hiểu vì sao C là 22 không? Cho x in A, not in B thì bổ sung vào, đúng không? Sau là print ra. À. Chỗ này phải là B. À. Nào rồi, chỗ này không phải C, chỗ này phải là B. À. Đúng rồi, B là 22. Kiểm tra lại nhé, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy. Đấy, như vậy là gì? Như vậy là à, vẫn bị lỗi này. Lỗi nặng quá, bây giờ tôi phải in ra đang tôi kiểm tra bên nè.
Green. Vẫn bị lỗi các bạn ạ. B này cho là print print những cái bài này mà làm dùng bài này mà dùng list bình thường là khó đúng không? Đấy, đây là C thì kiểm tra một chút này. B là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Đây đây một chút. Tôi bỏ cái này đi. Không cần nữa. À, đây là B 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng rồi này. À chúng ta làm như này mà. Đấy. 7 8 này. Bây giờ 1 cộng lại 4 lần 2, 4 lần là sai, 2 chỉ là 1, 2 chỉ là 1. 2 3 lần thôi chỗ này là 4 là sai. Vậy là C bị tính sai hết nhé. À. Nơi cái này nó bị sai cho nên nó phải là một. Ban đầu C là một. Đấy, đúng rồi đấy. Như vậy là một là 4 lần, 2 3 lần, 3 2 lần, 4 1 lần, 5 2 lần và 6 1 7 1 thôi. Đúng rồi. Thế nhưng mà tôi là bị sai quá. Vậy đúng rồi nhé. Thì đây là cái chương trình là tôi sẽ in ra như sau này. Số số B B lặp lặp lại C lần lần thế thế nhá, chị thử lại một chút xem. Số 1 lặp lại là 4 lần, số 2 lặp lại là 3, số 3 lặp lại là 2 lần, số 4 lặp lại là 1, số 5 2 lần đúng không? Chính xác. Đấy, nhìn về về. Nhưng mà đây là cái lời giải. Đây là cái lời giải của chúng ta hết giờ mất rồi. Không lẽ được buổi hôm sau vậy. Nhưng bây giờ không nên chúng ta dừng ở đây nhé. Vì đây là cái em nhân đông đa, đây là cái lời giải của cái bài tập mà tôi vừa mới làm, sử dụng hoàn toàn dãy và đúng nhé. Nhưng mà nhắc lại này, cho x thì là chạy theo a, nếu x thì mà không thuộc b, b là lưu các cái số không lặp của a, còn c là lưu các cái số mà số lần lặp lại đó, thì đầu tiên là mỗi x thì mà không nằm trong b thì tôi bổ sung x thì vào b, và vì lấy x là mới chúng tôi phải đặt là gắn là bổ sung một vào c tại vị trí đó, còn nếu mà x thì thuộc b thì tôi tìm vị trí của nó, chỉ số đó ở trong B và tôi tăng chỉ số đó ở trên sau C lên một đơn vị, như vậy là. Nhưng mà tôi sửa đúng lần tôi mới làm đúng nhé, đây là đúng rồi này. Thì đây là cái lời giải là tối ưu cho trường hợp, cho cái trường hợp là A là dùng hoàn toàn dùng thuật dãy, cái thuật list ở trong trong Python. Thì hôm nay chúng ta hết thời gian, tôi không làm nữa, tới buổi sau tôi sẽ giải tiếp bài này và sử dụng kỹ thuật từ điển. Và các bạn sẽ nhìn thấy là thuật từ điển nó sẽ giúp cho tốc độ của chương trình này nhanh lên rất rất nhiều lần. Nôm na là gì? Chốt lại là gì? Chốt lại là kiểu dữ liệu tập hợp và kiểu dữ liệu từ điển là những dữ liệu rất đặc biệt của Python. Nó giúp cho chúng ta làm tăng tốc độ của các cái chương trình mà ta xử lý bằng thuật toán ấy. Thì buổi sau tôi sẽ làm nốt bài này mà tôi sẽ giải thích cho vì sao dùng set và tổ hợp nó lại càng tăng như vậy nhé. Thôi chúng ta nghỉ nhá, vì tôi không vì nói nữa thì các bạn cũng cũng ù hết cả tai, thì các bạn về xem lại rồi chúng ta cùng nhau buổi sau là buổi cuối cùng nhá. Thôi chúng ta nghỉ nhá.
Có vẻ hơi khó đó các bạn đúng không? Hơi khó. Em chào thầy ạ. Ừ, chào các bạn. Có thấy khó không? Khó quá hả? Nó sẽ hơi khó đấy. Vâng, càng ngày càng khó thế ạ. Ừ.